mình xin chào các bạn nha. Đây là mới cộng xong nè. Ngày tối anh em tôi soi cá thau luôn các bạn. Nhiều lắm. Các bạn thấy không? Quá trời luôn. Thì hôm nay anh em tôi sẽ làm thịt nó và nấu bún riêu các bạn. Thường thường các bạn ăn bún riêu cua, cua đồng. Hôm nay mình sẽ nấu bún riêu còng đồng hay là còng sông. Giờ hai anh em nó sẽ làm ra để mà mình xay lấy thịt các bạn. Chiên nó không? Thì các bạn mần như thế này nè, các bạn tắt bỏ cái mai đi và cái yếm, lấy cái chân á, chân lát xay có thịt á, mình chỉ lấy phần mình với phần càng thôi để mình xay, mình lấy cái thịt ra mình nấu bún riêu các bạn. Các bạn có thể nấu canh gâu đai hay gì cũng được. Con nào chết đừng mần nha, chết mần ta thôi đó, chết thì để dành lát đặc lập, lát đặc lập mấy cái bún vừa mình đi nướng nó cách coi. Thì bây giờ anh em tụi tôi làm thịt đó trước đi các bạn ơi, xong rồi mới xay mình nấu bún riêu. Trời ơi. Cái gì? Mày mới chết rồi. Mới chết thì mặn. Mà có nhiêu đó mà hai thằng làm xong. Em mua cái lòng nhỏ luôn. Cái gì? Được. Để ít vô. Để ít vô. Đây là mấy con à. Thì đây các bạn, mình đã làm sạch còng rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ xay ra các bạn, xay để mình dắt mình lấy cái nước, lấy cái ruột thịt đó các bạn. Thì mình sử dụng cái cối xay mình xay ra. Đó, các bạn xay nó sẽ ra như này nè. Xíu mình sẽ dùng cái lược mình lược thịt ra các bạn. Nó cứng quá, mình tả lại cái này. À, đây là thịt còng mà các bạn, mình đã xay ra nó sẽ nhuyễn như thế này nè. Thì bây giờ mình sẽ lược ra mình lấy thịt để mình nấu các bạn. Các bạn chế nước cho các bạn pha. Mình lược thịt ra. Thì nó có cái xác của cái càng đầu này kia đó các bạn. Thì cái đó mình ăn nó cũng bị sẫm miệng. Nên là mình phải lược ra. Các bạn thấy thịt còng nó đỏ ao à. Nhiều thịt quá. Đó, mình được lấy cái thịt đó xuống các bạn. Còn cái phần cái nè, cũng thịt dữ lắm, nhưng mà nó có cái xác nữa. Nước ít. Đặt thịt đó. Nước cũng hài lắm xuống. Thì mình lược mình sẽ ra cái xác như thế này các bạn. Cái xác này mình có lược 2-3 nước mới ra hết thịt được. Đó. Có cái càng này kia đó. Thì bây giờ mình cháy tỏi cho nó vàng rồi cái mình bỏ cái nước còng vô mình nấu chín các bạn. Nước lửa nhỏ quá. Thơm quá ha. Nhiều cầm nó ra quá trời thịt luôn. Đây, một nồi nước thịt cua luôn các bạn. Ôi thịt còng quên. Còng mà quên nó cua vậy.
nấu còn lâu không ai? Giờ nấu rồi, giờ chưa ăn thì chưa nấu, nấu thì giờ tôi nấu cho chín này thôi, để đây chưa nào mới ăn. Ăn luôn đi. Ăn luôn đi. Nắng mà ăn nổi. Ăn có gì đâu không nổi. Ngoại lên xuống mà. Thơm quá. Nổi thịt lên nè. Đó xin cục cục luôn. Thôi nó nổi có vậy vậy. Đó, thịt cầm nó sôi các bạn. Sôi đầu thịt nó nổi lên. Như đây nhiều quá ta. Nấu cái nào cũng điêu ngọt dữ lắm à. Rồi vậy để cho nguội hả? Ừ, rồi vớt thịt ra, rồi lấy cái nước nấu. Để gia vị vô nấu. Nước trong dèo. Quá trời thịt luôn. Bạn không biết sao chứ thấy bác nấu dở rồi. Tao không biết nấu rồi. Rồi giờ nấu cũng kêu rồi người ta. Có ai rồi ở đây người ta ăn thử cái người ta cười mày. Thôi rồi, để màu vô. Người nấu mà tự nhiên cười con. Màu đeo. Vô đeo. Ăn để màu chi? Nó mới có màu mới đẹp chứ. Thì đây là cái nồi bún riêu thịt cầm của mình nè các bạn. Nhìn nước cái sôi rồi. Thì có cà chua nè. Thì tí xíu nữa mình nó chín thì mình sẽ nó sôi lên sẽ múc ra ngoài tô để mình ăn các bạn. Đó. Bây giờ chỉ có thịt cua cũng ít thôi. Có thịt cua múc riêng rồi, còn cái này là cái nước mình nãy mình luộc thôi. Thịt chín đó các bạn. Tí xíu mình múc cái tô cho các bạn xem. Thì để ăn bún riêu này thì mình có rau nè các bạn. Rau thơm, giá, bún nè. Và những cái như là rau chuối hay là này kia. Mình sẽ bỏ trong cái tô bún như này. Thì mình ăn với mắm mắm tôm hoặc là mắm guốc. Thì đây là thịt cua hồi nãy mình luộc chín nè. Giờ mình sẽ đem ra ngoài mình để vậy. Xíu mình sẽ cho vào từng tô này như thế này cho nó ngon các bạn. Đây. Thì bánh bún riêu này cũng đơn giản thôi các bạn. Thường người ta nấu với cua, hôm nay mình nấu với còng. Nó đặc biệt. Hàng chi nãy ngồi mà kia mà bạn quý giạt giạt hay không? Gì công tác quay phim mới sáp vô chứ mày. Thì bây giờ mình sẽ múc nước còng vô các bạn. Nói chung là nước lèo á. Để mà mình thưởng thức cái món món gì quên mất rồi. Món bún riêu còng. Tự nhiên nói ngang hồng quên. Thì mình vô sẵn một cái tô vậy. Thì có bún nè, rau, giá. Bây giờ mình chỉ việc múc nước lèo của thịt còng thôi các bạn. Đó. Nhìn thấy hấp dẫn không các bạn? Đây là đầu bếp chính của mình đó bạn. Tiễn từ Bến Tre á. Phụ nè. Phụ ăn á, phụ ăn. Có phụ hết á. Gì ước. Kìa ổng chạy đi. Rồi. Bưng này. Rồi cái kia. Bưng kèm gom. Cái kia. Ở kia bưng riêng. Ra uống vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vô các bạn. Nè. Thì thịt này nãy mình luộc chín, giờ mình cho thêm sao. Đó các bạn thấy không? Còng này là bắt vô tư. Không có mua ở ngoài các bạn. Còng này đặc biệt là chưa có ai bán nên chỉ tự bắt mình xử thôi. Rồi. Rồi. Cháu Nhật. Này em ơi. Cục vàng. Cà đó bên đi. Con làm gì vậy? Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món bún riêu cua nha các bạn. Ấm còng chứ quên nó cua hoài lộn. Đây thì có mấy bạn ăn chung nè. Ăn nóng luôn đi để nguội. Giờ mình sẽ cho rau thơm vào nè. Để đây có còng nè, bún nè, với rau rồi. Đó, thì mình sẽ bỏ rau vô nè. Cà nè, đây là thịt còng.
giờ là công việc còn lại là thưởng thức thôi. Thì vừa ăn cái bún riêu còng đó các bạn. Mình có mấy cái mình còng á, mình chiên bột nè. Đây là thịt còng chiên bột. Mình sẽ chấm với nước mắm, kèm tí rau nữa. Đó. Vừa. Chưa ăn amen ăn à. Amen cái gì? Đang ăn amen. Thì còng mình lăn bột mình ăn. Đặt nữa. Còng mình đang bột mình ăn rất là giòn các bạn, rất là ngon. Thì bún riêu cua mình cũng còng cũng xử xong rồi, thì làm mấy miếng còng nữa là đủ chương trình. Thì mình cũng kết thúc cái clip ở đây, hẹn gặp lại các bạn.